mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục vượt qua thiên tai nha. Thiên tai thì có lũ lụt, thiên thạch rơi, lốc xoáy nè, mưa tuyết, bão cát hay là hỏa hoạn. Ui, có map rồi kìa. Map vòng xoay cầu vòng. À, cái này ở tập 1 mình đã từng leo lên rồi nè. Nhưng mà cùng một map mà nó có khả năng là nó sẽ có thiên tai khác nhau nữa. Ở tập 1 á, ở map này mà bị động đất đâu có được leo lên đu quay đâu. Ui, trời ơi, có người mặc đồ như công chúa luôn, đứng kế chụp hình cái trời. Chào công chúa xinh đẹp. Ý, hình như bạn này là người nước ngoài, không có hiểu tiếng Việt. Wow, có một chàng vệ sĩ đứng kế bên nữa kìa. Ghê chưa, ghê chưa. Chị đang đứng làm gì vậy? Thấy có công chúa mặc đồ đẹp quá, đứng chụp hình ké nè. Wow, còn có người mang cánh nữa nè. Hình như hai các bạn có đồ cánh này đi bảo vệ công chúa hay sao á. Lũ quét, hãy tìm vị trí bằng phẳng và ở trên cao. Hả, lũ quét? Lũ lụt là nước dâng lên từ từ, còn lũ quét á là nước nó dâng lên mà rất là nhanh luôn. Thôi tiêu rồi, bây giờ là mình phải nhảy lên trên cái xích đu rồi mấy bạn ơi. Vậy xích đu nó mới cao. Chị Lucy, đợi em với. Rồi, rider bị trễ rồi. Kìa kìa, còn trống nhiều cái lắm, em leo lên đi. Ôi trời, sao nhiều người rớt quá vậy. Ôi, công chúa và hai người lính không có leo lên đu quay mà đang đứng ở trên nóc nhà. Khi xem video, nếu các bạn thấy video hay thì mấy bạn nhớ nhấn nút thích phía dưới này nha. Rồi, công chúa bị chìm xuống nước rồi. Rồi, tội nghiệp công chúa đã bị chìm rồi. Ai, sao cái xích đu mình nó lắc dữ vậy. Ôi, đừng lắc nha. Đừng, a. Rồi, tặng, Lucy đã bị rớt xuống nước rồi. Trời, đúng rồi mấy bạn ơi, người ta biểu mình tìm vị trí bằng phẳng và cao. Cái xích đu nó cao nhưng nó không bằng phẳng. Wow, cuối cùng chỉ có một người sống sót à. Là cái người ngồi ở cái chỗ xích đu mà nó còn ở trên cạn á. Còn của Lucy á, nó ngã xuống và nó rơi xuống nước, cho nên mình mới bị tẳng luôn. Chị chết chi chị? Trời, hỏi câu đau lòng vậy mà bé fan Lucy Channel. Chị bị ngã xuống nước, tiêu đời rồi em ơi. Em cũng vậy. Thôi chị em mình cùng nhau tiếp tục nè. Kệ, coi như mình học được những cách để phòng chống thiên tai. Rồi map tiếp theo là nhà tù hoảng loạn. Hả, bây giờ mình vô chỗ nhà tù hả? Trời, có công chúa ở đây nữa nè. À, vô thôi các bạn fan ơi. Nhà tù có khác à, ghê chưa. Xây kín mít luôn. Xung quanh là hàng rào nữa. Ủa, bây giờ không biết thiên tai gì mà mình leo lên đây ta. À, điện giật. Đúng rồi, hàng rào này có điện mà. Wow, vô trong đây là không có đường thoát đâu nha. Tại vì nhà tù là nơi giam giữ những tội nhân mà. Dễ ra ngoài quá họ thoát làm sao. Mưa axit, hãy trốn trong nhà. Hả, mưa axit. Thôi, tiêu rồi, chạy xuống. Ủa chị Lucy, tại sao phải chạy xuống vậy chị? Mình ở trong nhà là mình thoát rồi. Trời ơi, axit mà em. Mình đứng ở trên sân thượng, mình đứng càng cao là càng tiêu. Axit nó sẽ làm lủng những cái mái và những cái tường luôn. Cho nên mình phải chạy xuống tầng hầm. À vậy hả chị? Trời ơi, quá gặp chị không em ở trên sân thượng rồi. Chạy, rồi xuống tầng hầm rồi nè. Trời ơi, công chúa ngồi đây núp ở đây nãy giờ. Kìa, các bạn có đeo đôi cánh kìa. Bạn đó là lính canh của nàng công chúa luôn đó. Chị Lucy đợi em với. Ui, mưa axit kìa. Trời ơi, mấy bức tường nó chuyển thành màu xanh rồi kìa mấy bạn thấy không? Một hồi là nó sụp xuống đó. Rồi, ui, fan Lucy, em bị sao vậy? Dạ, em trượt chân. Hey, coi cái nàng công chúa này kiêu kỳ ghê không? Nhìn gương mặt rất là khó tính nha. Mà bên cạnh luôn luôn có hai người, một nam một nữ, đều có đôi cánh như thiên thần vậy đó. Đi làm người hầu cho công chúa nha. Chắc ngoài đời bạn này giàu lắm đây. Luôn luôn có hai hộ vệ đi theo kìa. Ai mình đến đây mình chụp hình ké mới được. Hello, có ai chụp hình không? Hello. Trời ơi, nhìn cô công chúa kìa, kiêu kỳ quá à. Yeah, hết mưa axit rồi. Tính ra cũng sống sót nhiều. Bởi vì nhờ cái nhà tù này nó cao tầng á, cho nên là nó chưa có xuyên được hết xuống tới tầng hầm. Long, thắng rồi nên vui hả? Ui, có mấy bạn á, mặc dù sống sót nhưng mà hết ống máu rồi. Ống máu màu đỏ nè. Hết rồi cho nên ra đây cũng tặng luôn à. Trời ơi, nằm la liệt luôn. Map tiếp theo, nhà tù. Hả? Lại là nhà tù nữa. Là cái chỗ hồi nãy á mấy bạn. Ừ,
Nhưng mà thiên tai thì nó sẽ khác nha. Mỗi loại thiên tai thì mình mới phán đoán được có nên vào hay chứ không đó. Trời ơi, công chúa lại tiếp tục ngồi ở tầng hầm. Đi vô gẹo công chúa mới được. Sao Lucy thấy công chúa này Lucy mắc cười quá à. Lucy thích gẹo quá. Ui, mình ngồi đây giống như ngồi bán vé quá. Bán vé tham quan nhà tù đây. Ủa Long, em đứng đó hả? À, đứng đó phụ bán vé với chị nha. Bán vé tham quan nhà tù đây. Mãi vô. Mưa sao băng, nhìn lên trời và kiếm chỗ ẩn nấp. Hả? Mưa sao băng là giống như thiên thạch rơi vậy đó. Ui, nó rơi lủng nhà tù luôn rồi. Trời ơi, vậy là mình ngồi trong nhà tù không ổn rồi, phải chạy ra ngoài. Trời ơi, nó rớt kìa. Ôi, nhiều bạn đã chạy ra đây rồi kìa. Trời, có người giống ông vua quá vậy. Hôm nay gặp công chúa với vua luôn. Trời ơi, kìa mấy bạn nhìn. Ui. Ôi, thiên thạch rơi. Những cục đá này nè, nó mới trúng đầu mình là mình tiêu đời. Ây da. Thẳng. Trời ơi, sao mình hên dữ vậy. Thiên thạch nó rơi ngay đầu luôn à. Trời ơi, kìa. Thiên thạch vẫn còn đang rơi. Chị Lucy ơi, em là Nguyễn Ngọc Linh Nhi nè. Em là fan của chị. Ơi, chào Linh Nhi. Chị mới bị thiên thạch rơi trúng đầu. Đang vô phòng chờ rồi em ơi. Trời ơi, nó rơi kìa. Vậy là cái thiên thạch này rơi là mình không biết đường chạy đâu mấy bạn ơi. Cứ ra ngoài đây mà đứng nhìn thôi. Chúng hai người đó chịu à. Còn đứng ở trong cái nhà tù thì càng thảm hơn nữa. Bởi vì nó rớt lúc nào mình không hay đâu. Em chào chị Lucy. Ôi chào Raider với Nguyên Du Ta. Hai em cũng bị trúng rớt đầu rồi hả? À, chị ơi, em cũng vậy. Trời, bé fan Lucy Channel cũng bị luôn. Cái vòng này khó thiệt. Bị thiên thạch rơi trúng đầu. Chắc do mấy chị em mình ăn ở làm sao quá. Nó rơi mà rơi ngay đầu luôn, ghê thiệt. Chị có đang quay video không? Có, chị đang quay video nè. Chiều 5:15 nhớ lên kênh Lucy Channel để coi nha. Dạ, em nhớ rồi, em đăng ký thành viên kênh chị rồi. Wow, công ty game Roblox nè mấy bạn. Họ dựng nguyên cái tòa nhà của công ty game ở đây luôn nè. Ui, có bồn nước nữa kìa. Đây đó, tắm hồ nước luôn hả? Ủa chị ơi, giờ mọi người đang đi trốn thì sao chị còn đứng đây vậy? Thôi giờ mình đâu có biết nó thiên tai gì đâu mà mình trốn em ơi. Ui, hình như là bão cát rồi. Chạy vô nha. Trời ơi, chưa dễ mà sao mọi người bị tẳng nhiều quá vậy. Xác nằm la liệt luôn. Ui, ghê quá. Ở đây chỉ có mỗi cái cầu thang à. Đi lên. Bão cát, hãy tránh những vật thể bay. Ui, mình đang ở sân thượng rồi. Mình đi lên trên đó không được. Phải xuống thôi Raider ơi. Đây là sân thượng rồi, mình lên đây là mình dễ bị cát nó thổi mình bay rớt xuống luôn á. Vậy mình đi xuống chị. Ôi không, cầu thang nó bị gãy rồi. Rồi vậy là chị em mình bị nhốt ở đây rồi Raider ơi. Giờ chạy lên cũng không được mà chạy xuống cũng không xong. Coi chừng mấy cục đá. À, tặng. Một cục đá đã rơi trúng cái cầu thang và gãy rồi. Trời ơi mấy bạn nhìn kìa. Bão cái tre khắp mọi nơi luôn, mình nhìn không thấy gì luôn kìa. Đó, những cái sẹt qua là những cái vật thể bay đó. Nó trúng mình là mình tiêu liền. Còn lúc bình thường là nó nằm bên trong cát luôn nên mình cũng chẳng thấy gì hết á. Em chào chị Lucy. Chào Huy sếp tôi. Em còn sống không vậy? Chị bị hồi sinh ở đây rồi. Ui. À, công chúa cũng bị rồi. Hello, công chúa kiêu kỳ. Trời ơi, nhìn mặt công chúa này kiêu kỳ ghê thiệt chứ. Đứng gần đây luôn. Không cho đứng gần nè. Trời ơi, kiêu kỳ quá à. Mình đứng gần cũng không cho nữa. Wow, Hi Sếp Boy, em tạo hình tượng là robot hả? Đẹp quá. Kìa, công chúa kìa. Công chúa đứng với lính hầu kìa. Hello. Sao mà kiêu kỳ quá vậy? Đi vô đây chơi thì phải hòa đồng chứ. Có map tiếp theo rồi kìa chị. Cung điện bữa tiệc. Cung điện hả? À, là giống như nơi để chơi trò chơi đúng không? Wow. Nhảy thôi. Ui, trời, có nguyên hồ nước luôn. Nước bắn tung tóe. Wow, quá trời trò chơi luôn kìa. Chị Lucy ơi, qua đây. Ơi, cảm ơn em. Ngồi thôi. Wow, trên cái ghế này là có ba bạn fan của Lucy rồi. À, có
Dino nữa kìa. Chào Dino, chào fan Lucy Channel, chào Long. Chị ơi, cho em ngồi chung với. Trời, hết chỗ rồi Raider ơi. Em ngồi ghế kế bên đi. Mưa sao băng, nhìn lên bầu trời và tìm chỗ trốn. Hả? Mưa sao băng nữa hả? Trời ơi, chạy. Mưa sao băng mà mình ngồi lên trên cái chỗ đó làm gì? Ủa, chị chạy đi đâu vậy? Càng chạy là nó càng văng người chị đó. Thôi, chị cũng không biết đi đâu nữa. Thôi, đi ra chỗ này thử. Ôi. Trời ơi, cái tòa nhà đằng sau lưng mình. À, phản. Trời ơi. Chị ơi, em ngẫm rồi, em đòi hi xét nè. Thôi, cái tòa nhà sau lưng chị nó nổ ra trúng chị rồi. Chị Lucy ơi, cố lên, em là Nguyên Cô Tê đây. Sao chị không chát nữa? Trời ơi, chị Lucy đang quay video mà sao chat được cái bạn đợi đi. Cảm ơn Huy sếp nha. Trời ơi, mấy bạn nhìn kìa. Wow, đó rồi, tùm lum tà lá hết. Ôi, thôi nát hết cái chỗ trung tâm trò chơi rồi mấy bạn ơi. Nè nè, Nguyên Cô Tê em nhìn kìa. Đổ nát hết rồi. Ủa chị ơi, sao chị bị ngủm vậy? Ủa vậy chứ sao em bị ngủm, hai chị em mình cùng lý do đó. Bị rớt trúng đầu chứ sao đúng không? Chỉ sao mà thiên thạch rơi xuống trúng đầu mà không chết nữa thì là hay á. Ý, có bạn Long và Dino sống sót kìa. Giỏi quá. Ủa sao nhân vật của chị cao vậy chị? À, tại vì chị 18 tuổi thôi mà. Nên chị cao hơn em đó. Nói giỡn thôi. Rồi ba chị em mình đứng chụp tấm hình trước khi kết thúc video nè.